mày tuổi tuổi ấy chưa trời nó bị tình trạng con đầu tiên mở xong chả biết gì còn cuối cùng vẫn không mở xong. Nó bị nói sẽ nó nhưng mà nó con này nha. Có nghĩa là không
đủ 52 rồi nha, nhưng mà cái con cuối cùng phải vào xem mình nhớ tốn bao nhiêu thời gian để cho cái việc mở profile không. Đó. Đấy. Mở profile xong đúng không, đọc báo. Nó không đọc báo đâu, tại vì nó fail này đâu đọc báo đâu, tại vì nó đã tắt tại cái thời điểm nó check rồi. Nó check thì nó tắt. Đó, nên nó sẽ không đọc báo. Con nào đọc báo được là chắc chắn nó xem được. Con nào không đọc báo được thì nó phải đọc. Anh để ý nha. Anh để ý. Anh 50 rồi. Tốn. Đưa view vào là 3 giờ, 1 tiếng rưỡi, tốn 1 tiếng rưỡi để mở đủ cái đồ file thì làm sao mà cái thứ hai nó đụng ra được. Đủ đi, cái nợ phân lấy nợ, anh bảo mình đi nữa. Đi đâu? Nữa, từ nơi này anh bảo mình bỏ họ lại đi vô phần đế đó. Nhưng mà tốn giờ anh đang đi đó. Đó, anh đi cùng theo nhận nó mát. Hả? Cái tuổi đừng lấy em đi và em đón công cuộc. Anh đi và em đi và em đi và em đi và không đủ. Nhưng mà em cứ, em phải hiểu nè. Không đủ nhưng mà nó còn không đủ thêm một vấn đề nữa. Là gì? Là em có 1 tiếng thôi. Đã không đủ thêm một vấn đề đó. Là xếp 1 tiếng dưới như 2. Đồng nghĩa việc nó bị mất khoảng 30-40 phút. Rồi cái thứ hai nữa là việc ham, từ ham lại này đây là lúc thân cái việc ham này đúng không, thì nhân luồng ra đi anh, nhân luồng ha, anh nhân luồng ước tính ha. Trong vòng 1 giờ nó phải đạt được dao động từ 200 rưỡi tới 400 đúng không? Thấy không? Nó chỉ đạt được 70 đến 100 tương đương với nó hiệu suất chỉ khoảng 20-30%. Nghe con số cực kỳ đáng. Có đủ giờ hay không nha, chỉ chạy đủ 100 độ file là em tốn nhiêu đây nè, tốn 3 tiếng để mở độ file. Mở độ file đây là hiện tại thì dạng mình bây giờ nha, là đã phải tốn 3 tiếng để đủ mở đủ 100 độ file. Đúng giờ cộng thêm 4 tiếng là cứ 2 tiếng đúng không? Anh đang tính là 2 tiếng thôi nha, không tính là những cái 4 tiếng nha. Cộng thêm 2 tiếng là tốn tới 4 tiếng để mở tốn 7 tiếng để chạy xong một vòng 100 user. Trong khi đó mình chỉ tốn bao nhiêu? 2 tiếng, anh cho là 2 tiếng 20 phút để mở xong một vòng 100 user. Mà từ vậy nó không phải đâu cả hai cái thứ mười cái ba tiếng để mở đúng không, thì có phải là tốn tới bảy tiếng để chạy chạy đủ 2 tiếng đồng hồ đúng không, 100 tiếng chạy được 2 tiếng đồng hồ đấy. Yeah, I don't know.
36 phút này. Đúng không? Đúng rồi. Hai vòng đúng không? Cứ hai vòng á là cứ hai user là mất 72 phút. Sau một vòng coi của nó là hai một user một vòng mất 36 phút. Một vòng xem một user mất 36 phút cộng với con số này. Ban đầu anh tưởng là do cái tool nó bị lỗi gì đó, nó không bắt được. Sau khi cần tra liên quan của anh, nó có một chút nữa để mở ra năng lượng. Tương đương việc nếu mà mình chạy một tiếng rồi, thì cái con đầu tiên mới chạy được một tiếng ra rưỡi rồi. Mà nó quay lại nó nhận diện thằng này sai và cái việc này đó nó chậm quá, thằng này nó đi nó làm chán mọi thứ rồi, khi nó vòng lại thì nó kiểm tra thằng này vẫn chưa xong, vẫn chưa một thì dẫn đến việc kiểm tra 10 con nó hậu bình nên nó có meo hết. Nhưng mà cái giai đoạn chỗ check nha, nó khi mà nó vào nó check meo á là nó vào thì nó check bằng cái giao diện meo, mà thì đến lúc đó nó cứ upload nó quay thì mình xét ví dụ là 10 giây mà kiểm tra thấy meo đúng không, thấy có meo á thì là đo. Còn quá 10 giây mà thấy mà nó upload có 12 giây không, dẫn đến việc 10 giây đã fail rồi, tắt luôn. Không có 1 phút đâu, tính
thành công cụ này, thấy không? Bật rồi, bật chưa? Ví dụ như là kiếm tiền rồi. Mỗi ngày mình đi farm, đi làm nhiệm vụ một điểm, một điểm, một điểm khác nhau á, để cho cái video content, ví dụ như cứ một con game mà mình chơi á, mình kiếm, đi kiếm game thôi, giống như mình kiếm con game này. Đấy, nó cứ thế thôi, rồi nó cứ quay thôi. Set time 2 tiếng một hồ, video tự live stream xong tự tắt. À, cứ khoảng 2 tiếng một hồ là xong, xong rồi, ví dụ như mình đi ngủ đúng không, time giờ mình đi ngủ đúng không? Thì mình xét mình xét đây bao nhiêu bao tiền từ bên anh này video bạn với công ty bao tiền một video đỡ bán công ty thôi bạn để đứng cho bạn để mình làm gì nếu mà em làm content theo giống như các bạn á làm á thì giá em cũng biết rồi mà nhưng mà hình như bữa anh
Thank you.
Chơi con khác, con này cho ông lại. Cái skill này yếu quá.
con nào mà nó có thể đấm vào mỏ tụi này được. Nên thằng nào mà bơi ra đây chỉ chết thôi. Thank you.
Gửi link kênh thôi. Cái video đầu tiên là cái video phải quay cho đàng hoàng nha. À, không có mặt đâu bật được kiếm tiền đâu. Ừ, cái video đầu tiên là cái video chạy giờ vào là phải quay cho đàng hoàng. Không không, mặt thật mình á, cái video đầu tiên phải là mặt thật mình. Một hai video đầu tiên phải là mặt thật mình. Có âm thanh trên 30% thì làm, ví dụ như video làm content game thì nên làm chơi game được. Ờ, làm video khoảng một chơi một tiếng. Một tiếng cũng được. Một hai video thì nó chạy giờ nhanh hơn.
Tao à.